Thì cái từ từ cái kiếp quan kia nó mới dứt lần, chừng nào mà lánh dòng trần tục được mới làm an, còn giờ phải cực nhọc chứ. Chừng đó mới lấy cái nước dành dương mà tưới lửa thiền, đã chẳng phải căng mà chẳng phải nợ mà can chi mà buộc tấm tình duyên mà nơi mình sầu uất khao lo, mình hãy bước nhọn đường gai thì phải cái con giò để đập ra. Thấy không, biển khổ chơi dơ lần sống dập, mau chân kẻo trễ bước con đò. Giờ trễ con đò là cái quạt nó mất rồi, nóng quá. Chiều nay còn cơm nguội không? Cháo chứ không phải cơm, cháo gì cơm nhão thì giống cháo mình giờ ăn vậy thôi. Chiều nay ăn với thịt cọp thôi, kêu chị một hai dầu luộc ăn. Đi thì cũng nhớ quê nhà, nhớ canh dầu món mà nhớ cà dầm tương ăn với dầu luộc, nhớ lúc dãy nắng dầm sương mà nay lượm với chai là biến hóa. Bây giờ đi ăn bánh xèo sáng sáng rồi chị Một ơi, khỏi nấu cơm sáng sáng đi ăn bánh xèo. Bánh xèo mình ăn chừng 7-8 cây, 10 cây nó gần no rồi, ăn thêm vài dĩa bánh ít trần, vài dĩa bánh ướt, dĩa bánh bèo, cái bánh bao nữa là nó no, thở không nổi, thở tạch, nấu cơm cực quá. Nông sáng cái thì bánh xèo dùng lên món bà quấn vào chấm tương quất liền về mẹt ở nó ngon quá vậy. Tại vì hồi năm Mậu Thân là cái bài ca đó tôi chỉ lời chích đoạn qua bánh xèo. Nông sáng tưng bừng ánh hồng dùng lên bông ba, xuất quân tiến lên can khúc khai hoàng giải phóng miền Nam là năm Mậu Thân. Tôi chích đoạn qua bánh xèo. Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước diệt đế quốc Mỹ, nên tàn mẹ đổ măng nước, ôi xương tàn máu dời lòng hận thù, gốc chờ non nước bao nhiêu năm gác không dời. Đây Củ Long Trang, đây Trường Sơn, thúc giục lòng ta chung phong giấc thù, tay sách dài chung trong một mong cờ. Dùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng, dùng lên sông pha vượt qua bão bùng, thì cố lấy nước nhà để hy sinh đến cùng ôm ôm súng. Ta sông tới dầu nước đã đến rồi, bình minh chiến khắp nơi, nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời. Ấy nha, hồi chiến tranh gia đình ta biết bao nhiêu gian khổ, nhờ hòa bình độc lập tự do, người người no ấm ta ăn nhàn, ta vui mừng lắm, ta không nghĩ gì đến ta hết.
Tiền quý của ta, những kẻ thú tâm cắt ăn mấy chục năm nay ta không cần. Hồi chiến tranh gia đình ta biết bao nhiêu dân khổ, sống chết với bom đạn với anh em. Hòa bình rồi được cứu xét, gia đình có công cách mạng. Hòa cho cha ta được 11 năm, cha ta chết rồi cũng cứu xét rồi. Hồi chiến tranh ta là tuổi thanh niên biết bao nhiêu dân khổ. Nhà nước cho ta 1 tháng 45 ngàn, 1 năm 4 quý, 1 quý 3 tháng. Tết cho quà, cho gạo, cho tiền đồ, 1 năm cũng 2 triệu mấy. Được 3-4 năm lên tới 80 ngàn một tháng. Ta lãnh được có 2 quý thôi. Thằng cu Tủng nó chăm chọt, nó cắt, nó ăn của ta. Ta bỏ luôn tao. Một tháng 80 ngàn, mà 1 quý nó 3 tháng, đúng 1 quý ta vô ta lãnh nó đưa có 160 ngàn. Ta nói 160 ngàn ở 2 tháng còn tháng. Tiền nhà nước cho bà mấy bà cho dai và nó còn tháng nữa rồi. Nó cắt nó ăn luôn, nay là mấy chục năm rồi. Ta để cho nó ăn, ăn xương máu tài sản của gia đình ta, ăn nhơ ta để cho ăn. Ta cũng vậy thôi. Ví dụ có đồng tiền đó ta ăn ngon chút, ta cúng ông bà ta khá khá chứ không có gì nhiều muối ta cúng. Ta ăn dầu muối cũng qua ngày tháng. Rồi nghe bữa nay cách là 3 năm rồi. Tết ta về với má ông bà ta. Về tối qua ta ghé dì Tám Nhừng. Dì Tám Lượm là vợ của bảy Nhừng. Ta ở nhờ một đêm. Thì nghe bảy Nhừng nói thằng cu Tủng nó ăn 3 cái giỗ rồi. Nay là 2 năm rồi, tất nhiên cụ Tủng là ăn 5 cái giỗ rồi. Nó ăn tiền quý của ta không đủ mà nó đi ăn giỗ rồi. Thấy chưa, trời đâu có cho không có giấy. Nó nói nó mua ngàn kiếp, nó sống muôn đời, nó ăn rồi nó ăn. Cho mày ăn, tao đó. Bây giờ 1 tháng 300-400 ngàn gì đó. Mấy chục năm nay, hồi 99 mấy tới nay, nó cắt tiền quý ta, nó ăn từ 99 mấy tới nay. Còn mấy tỷ bạc, nó giờ nó ăn cũng không đủ, rồi nó đi ăn dỗ rồi. Nay nó cho 50 mấy tuổi, hồi hòa bình nó là con nít. Nó có gốc, có tàn, có ngọn, có nhánh, thì nó học 3 cái chữ. Nó lên nó làm ông kẹ ông bị, nó ăn hiếp ta. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Nào ai dung bén chứ, nhờ ai dung bén mà lại giờ mày đặng ăn. Hồi chiến tranh gia đình tôi không biết bao nhiêu gian khổ. Cha tôi tuổi già canh gác ngày đêm cho anh em ngủ, chị em ngủ. Tối cha đi đồm 6-7 cái đó, sáng ngày tôm cá cồng cua rồi cả ký mấy, cả ký ký mấy anh em có mà ăn. Mai hôm cha tôi chết bất ngờ là gia đình tôi khổ biết bao nhiêu. Chờ Phật ơn trên, chờ Phật thần thánh ông bà cha chờ. Cha tôi bữa nào hừng đông là xách nón ra chậm gác. Bữa đó tối anh em lấy tình hình là sáng có giặc dùng bố, khuya anh em bố trí cháy lôi cái đường ngang đi là chậm gác, mà cha đâu cũng biết. Thằng Đông xách nón đi ra tới chậm gác, gặp anh em hỏi bác đi đường nào, bác ra đây. Thì cha trả lời bác đi cái đường bờ đó, anh em cứ dùng mình luôn. Chàng ơi, hồi hôm khuya anh em bố trí bà chế lôi cái đường đó mà bác đi khỏi hết là ông bà vào Phật che chở. Dẫn cha là giữ chế gốc bờ này 1 trái, lôi gốc bờ kia 1 trái, tránh giữa bờ chế lôi gốc bờ kia chế lôi cha ta đi khỏi. Đê nghèo không có ruộng, gạo cơm thì không có, chứ vật chất giao cải bầu bí là cha đom đó cho anh em có nấu canh kho rồi.
ăn hết trơn hết trọi à, tại vì đâu có biết, tưởng đâu còn. Tới trường chưa cho đi công mận công chuyện vô ăn cơm hay cháo không còn đồ ăn, cho vô miếng nước mắm trong cái tổ hồi đó, cái miệng tà là cái khu tấm ra ngồi ra ăn cơm. À, anh Tư Be là đại đội trưởng, anh xuống anh thấy anh kêu trời, anh lên nói anh em trời ơi tôm cá gì mình ăn cái giáo giờ bác ăn miếng nước mắm mà. Còn ta mai hôm ta chết hồi ta hăm mấy tuổi, giặt đốt cháy nhà ta thành cho hết, anh em cũng khóm lại à, ta cha ta vô trong bác ba ngôn hỏi cất nhờ cái chòi xe nhang mà sống, ta đi bán nhang ngoài chợ, hằng ngày ta ngồi chợ bán nhang, chưa cá biển nó ế ta mua một mớ về ta mặc sạch sẽ ta kho, ta bỏ vô cái thùng ta xách ra cho anh em chị em ra ba điều bốn chuyện rồi đi về. Đi cái bờ Văn La, đi chưa được nữa cái bờ là cái chiếc căn gấu ở bên Tân Kim này nè, chỗ cầu Hốc Hô. Nó bay qua nó thấy ta rồi bắt đầu nó quần ba bốn chuông nó xuống tới ngọn lá. Ta tính thôi con người ta rồi nó xách ta nó bỏ trên máy bay thì còn gì nữa. Sao trời khiến sáng suốt thục cứ thục cắn thục tay chụp bỏ vô thùng, gì còn lớn còn nhỏ còn quèo còn lửa còn lông gì chụp bỏ thùng, chụp bỏ thùng lia lia cắn thục tay chụp nó xuống gần tới ngọn lá. Nó thấy nó nghĩ là cái người ta bắt còng rồi nó quật ba bốn chuông nó bay lên nó đi luôn. Mai hôm nó xách ta nó bỏ trên máy bay thì ta đã chết hồi ta 27-28 tuổi đâu còn tới giờ. Năm 61 thằng em nuôi đã hy sinh, bà nội buồn giàu tới năm 64 bà nội cũng chết, gia đình ta giặt tàn sát không còn gì quê lỡ. Lá một năm đón ba bốn thiên quê lỡ nó phát quang tàn sát. Năm mươi mấy cây măng cầu cha mướn người ta tháp, ngày nào cũng gánh măng cầu đi bán để mà sống. Nó phát quang nó chặt sạch hết, sau bãi cây dừa ăn nước nó cũng chặt mất hết. Và mình về không có cái nhà ở, cha con đi đón từ cái cây từ tàu lá không cái chòi ở xe nhang mà sống, trồng tỉa mà sống, rồi làm đồ chay, làm bánh cam, bánh chuối, nấu khoai, gói bánh ít, bánh tét, đồ bán gì mà sống. Rồi nhà nước cấp quà năm một tháng vậy là được ít vậy nó sống. Cha sống được 11 năm cha chết rồi. Tới ta thì những kẻ thú tâm nó đàn áp bức ta. Giờ ta không cần. Hôm Tết này thì trong xã ta về Mỹ Lộc hôm Tết trong xã già nam nữ 4-5 người nói cất nhà tình thương, tôi nói không. Ông trưởng ấp nó có quà vậy ba lần coi cái gì sắc là vậy chàng đất ơi. Bên đây có ma chậu kỳ gì tôi chẳng biết gì
bữa nào mình đi mua ma về ăn cơm, khoai ăn cơm với ma ngon sợ luôn. Là bà bán mít nó mua ma về ăn cơm, để một trái ma ăn cơm được hai lần. Ơi, ma bỏ muối vô ăn cơm ngon quá. Ai hỏi tôi ăn cơm với gì, tôi nói tôi ăn cơm với ma. Thì tôi ăn cơm với ma, tôi nói tôi ăn cơm với ma chứ sao vậy? Chứ nói sao vậy? Thí dụ tôi ăn cơm với dưa leo, ai hỏi tôi ăn cơm gì, tôi nói tôi ăn cơm dưa leo. Rồi sao? Tôi không có, nói lộn rồi. Thí dụ tôi ăn cơm với dưa leo, ai hỏi bạn cơm gì, tôi nói tôi ăn cơm với dừa. Còn tôi ăn cơm với trái lê mà, ai hỏi bạn cơm gì, tôi nói tôi ăn cơm với mà. Vậy thì có gì đâu. Khắp thế giới chịu ăn cơm với mà, chứ tôi ăn cơm mà ngon. Ăn ngon tôi khoái. Ăn cơm với mà với thịt cọp là ngon nhất. Bên kia làng quạt máy sáng đêm anh còn tôi không có quạt máy. Vàng ơi nóng quá, mà lần cái quạt phế thải sửa chẳng ai quạt, nó muốn quạt quạt muốn không không băng à. Bây giờ thôi, lúc nào mát thì thôi, lúc nào nóng thì hoặc giấy vậy thôi. Lắc chiều đi lượm nha cha, đi tới vừa bông rồi thôi à, được ngàn hai ngàn gì. Đi ngã dưới thì đi tới đục cầu thôi, đi khỏi bà bán mít. Bà bán mít là ghé bà ăn mốt mít, mít về bà cả cắt dụng dần bỏ bỏ ăn mốt. Thấy chưa, tôi ở ngoài quê ngoài Đà Nẵng mà tôi vô Việt Nam tôi biết nói tiếng Tây hay chưa, tôi dịch ra tiếng Việt được luôn á. Thấy chưa, quýt sơ măng bông sen đọt mà đó, tôi dịch ra tiếng Việt quýt sơ măng là quăng sơ mít, bông sen là bên sông, ớt măng là tôi ăn ngọt đó. Thấy chưa, dịch ra tiếng Việt được, thấy chưa, hay gì chưa. Thôi giờ ngủ à, chiều đi làm nha cha. Dù á, mà không có tiền mua thuốc giáo mà giáo cái đứt nữa thì bé.